Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý đã về dự lễ khai mạc Hội khỏe phụ đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024 ngày hôm nay. Trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân hướng về phía lễ đài để theo dõi lễ biểu dương lực lượng. Tất cả các khối diễu hành chú ý nghiêm. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng Hội khỏe phụ đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024 bắt đầu. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh về dự Hội khỏe phụ đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Kính thưa các quý vị đại biểu, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón xuân mừng năm mới cùng nhịp điệu phát triển sôi động của đất nước trong sự nghiệp đổi mới. Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sơn Tây, mảnh đất xứ đòi, địa linh nhân kiệt. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Sơn Tây hôm nay đang vươn mình trỗi dậy với những bước tiến nhanh, mạnh và bền vững, khiến cho diện mạo quê hương ngày một thay đổi. Góp phần vào sự khởi sắc ấy là những thành quả của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây trong những năm qua. Để nối tiếp truyền thống hiếu học, khoa cử của vùng đất được mệnh danh là địa linh nhân kiệt, vùng đất hai vua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, vững bước đi lên trong sự nghiệp chồng người, trở thành cái nôi đào tạo những tài năng trẻ cho quê hương đất nước. Đặc biệt, công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường được chú trọng, phong trào thể thao thành tích cao đã được quan tâm đầu tư đúng mức. Năm 2023, đoàn vận động viên đại diện cho thị xã Sơn Tây thi đấu giải thể dục thể thao thành phố đã xuất sắc đứng trong top 10 trên 30 quận huyện thị xã. Kính thưa các quý vị đại biểu, giờ đây tại quảng trường sân vận động thị xã Sơn Tây đang vang lên tiếng quân nhạc thôi thúc rực rỡ, làm nền giữ nhịp cho đội ngũ các em thêm chỉnh tề. Về dự Hội khỏe phụ đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Dẫn đầu là lá cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng chói lọi, biểu tượng của niềm tin, niềm kiêu hãnh, là sức mạnh và tình yêu của 1 triệu trái tim Việt Nam. Tự hào biết mấy đất nước Việt Nam, đất nước của những anh hùng, thủa Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Hưng Đạo Đại Vương diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng, của những chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đất nước vinh quang, lá cờ đỏ sao vàng chói lọi đã in đậm dấu ấn trên trang sử hào hùng của dân tộc ta. Hôm nay, trong không khí trang trọng của lễ khai mạc Hội khỏe phụ đồng thị xã lần thứ 10, tuổi trẻ Sơn Tây tiếp bước cha anh, rèn đức, luyện tài, ra sức học tập để góp phần xây dựng quê hương Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp theo là lá cờ biểu tượng của Hội khỏe phụ đồng. Chúng ta hãy cùng nhớ lại thiên anh hùng ca thần thoại đẹp đẽ nhất, hào hùng nhất,
ca ngợi sức mạnh tuổi trẻ, tinh thần yêu nước, tinh thần anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc, để từ đó người anh hùng làng Giống trở thành phù đồng thiên vương, trở thành biểu tượng tuyệt đẹp về sức mạnh diệu kỳ của người và dân tộc Việt Nam. Trên nền cờ trắng nổi bật năm vòng tròn màu xanh cùng với búp măng non đang căng tràn như sống, được đặt trên trang vở học trò. Tiếp theo là kiều rước chân dung Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Bác là chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới. Trong bối cảnh nước mất nhà tan, dân tộc ta, non sông đất nước ta đã sinh ra một người anh hùng, và chính người đã làm rạng danh cho dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Ngành giáo dục đào tạo cũng như thị xã Sơn Tây nói chung đang ra sức thi đua, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là biểu tượng của hình ảnh phù đồng thiên vương, biểu tượng của sức mạnh ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, đạp bằng mọi khó khăn thử thách để chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong học tập, rèn luyện và lao động sản xuất. Đó còn là tượng trưng cho sức sống của tuổi trẻ đang ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp. Đó còn là biểu tượng của sức mạnh thể thao với tinh thần thể thao cao thượng chân chính. Đang tiến vào lễ đài là phối cờ hồng với sự tham gia của 60 em học sinh tiêu biểu đại diện cho gần 4 vạn học sinh trong toàn thị xã, 60 lá cờ đỏ hợp lại thành một khối thống nhất nhằm biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ. Màu đỏ rực rỡ của hồng kỳ thể hiện sức mạnh, niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu vươn lên, quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt của thế hệ trẻ thị xã Sơn Tây. Dưới bóng hồng kỳ, chúng ta hãy cùng cất cao tiếng hát chào mừng ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường thị xã Sơn Tây, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là đội hình của các em học sinh trường tiểu học Trần Phú. Ngôi trường được vinh dự mang tên vị tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển, nhà trường được ghi nhận và đánh giá cao về mọi mặt trong công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là trong phong trào giáo dục thể chất luôn được quan tâm, chú trọng. Trong suốt 15 năm qua, nhà trường luôn đạt danh hiệu xuất sắc về thể dục thể thao của thành phố, thị xã. Có nhiều vận động viên tham gia thi đấu cấp thành phố và đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng. Hoan hô các em, chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là những thiếu nhi thủ đô thanh lịch, văn minh. Nhiệt liệt chào đón đoàn diễu hành của trường tiểu học Lê Lợi. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, giúp các em phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Các câu lạc bộ trong nhà trường hoạt động tích cực hiệu quả như câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, đá cầu. Năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được nhận giấy khen đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao của thị xã, trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Vừa qua, nhà trường đã giành được 9 giải nhất, 6 giải nhì, 4 giải ba các môn cờ vua, cờ tướng, cầu lông, karate đô. Chúc thầy và trò nhà trường đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong hội khỏe phù đồng lần này. Đang tiến vào lễ đài là 42 em học sinh tiêu biểu của trường tiểu học Quang Trung. Ngôi trường được vinh dự mang tên người anh hùng áo vải của dân tộc ta. Với bề dày truyền thống lịch sử, trong những năm vừa qua, nhà trường đạt được những thành tích đáng tự hào trong các kỳ thể dục thể thao với 7 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba. Trong đó, có một học sinh tham gia thi đấu bóng đá cấp thành phố. Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng vinh dự đạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba môn cầu lông và bóng bàn. Nhà trường đã vinh dự được Sở Văn hóa và Thể thao tặng cờ trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả thầy và trò, khỏe để học tập tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trường tiểu học Quang Trung sẽ luôn giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của các em học sinh trường tiểu học Phú Thịnh. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được ghi nhận, đánh giá cao về mọi mặt trong công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao luôn được quan tâm, chú trọng. Năm học vừa qua, nhà trường xuất sắc giành cúp vô địch môn bóng đá khối tiểu học cấp thị xã. Trong các giải thi đấu của hội khỏe phù đồng đã đạt được 3 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba. Được thị xã cũng như Sở Văn hóa về Thể thao thành phố tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao. Nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà trường tiểu học Phú Thịnh đã đạt được. Tiếp theo là khối diễu hành đến từ trường tiểu học Trung Hưng, là ngôi trường có truyền thống hiếu học, dạy tốt, học tốt. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây. Tham gia hội khỏe phù đồng lần này, nhà trường đã đạt được nhiều giải nhất, nhì, ba trong các môn thi đấu điền kinh, cầu lông, cờ tướng, karate. Với những cố gắng đó, nhà trường luôn nhận được sự động viên, khích lệ của các cấp, các ban ngành đoàn thể của thị xã, sự ủng hộ tin tưởng của phụ huynh, học sinh và nhân dân. Tiếp theo là 42 gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường tiểu học Sơn Lộc. Được thành lập năm 1990, là ngôi trường đầu tiên của thị xã Sơn Tây đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000. Nhiều năm liền được công nhận tiền trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố. Tham gia hội khỏe phù đồng lần này, trường có 72 vận động viên tranh tài. Kết quả đạt được 2 giải nhất, 1 giải nhì, 7 giải ba, các môn cờ tướng, cờ vua, đá cầu, karate. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xin nhiệt liệt chào đón các em học sinh đến từ trường tiểu học Trung Sơn Trầm, ngôi trường có truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt. Vừa qua, nhà trường đã tổ chức tốt hội khỏe phù đồng cấp trường và tham gia các môn thi đấu cấp thị xã với kết quả giải nhất toàn đoàn môn võ vô vi nam, giải nhì bóng đá khối tiểu học. Trong giải cờ vua trẻ Đông Nam Á, em Nguyễn Xuân Phương đạt 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Trong giải cờ vua châu Á tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, em tiếp tục đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xin chúc thầy trò nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Nhiệt liệt chào mừng những gương mặt tiêu biểu đến từ trường tiểu học Viên Sơn, là ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô thị xã Sơn Tây. Nhiều năm liền, nhà trường đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, cùng với đó là nhiều thành tích trong phong trào thể dục thể thao của thị xã và thành phố. Vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công hội khỏe phù đồng cấp trường và tham gia cấp thị xã với các thành tích đáng tự hào. Tiêu biểu là hai cô giáo Khổng Thị Thanh Hiếu và Trần Kim Phượng, hai năm liền đạt giải nhất cầu lông của ngành giáo dục thị xã. Các em học sinh Nguyễn Đức Lương, Quốc Thị Ánh Dương đạt giải nhất cầu lông, Nguyễn Thị Hà Vi giải nhì môn karate. Ngoài ra còn có các giải ba đồng đội. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành của trường tiểu học Đường Lâm, ngôi trường nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền. Với hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã vinh dự đạt tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đi đôi với đào tạo tri thức, nhà trường luôn quan tâm đến phát triển giáo dục thể chất cho học sinh. Tham gia dự thi 6 môn hội khỏe phù đồng cấp thị xã đã mang về thành tích ấn tượng với 2 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba các môn cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng đá. Chúc nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống mảnh đất hai vua. Xin nhiệt liệt chào đón các em học sinh đến từ trường tiểu học Thanh Mỹ. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô giáo dục của nhà trường ngày càng lớn mạnh. Năm 2020, nhà trường vinh dự được thành phố công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Học sinh có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và thể dục thể thao cấp thị xã và thành phố. Năm học vừa qua, trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và rất nhiều tập thể lao động tiên tiến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng rất nhiều tập thể lao động xuất sắc. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là thế hệ tương lai của quê hương Thành Sơn yêu dấu. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của các em học sinh trường tiểu học Sơn Canh. Được thành lập năm 1993, suốt 30 năm qua, tập thể nhà trường với lòng yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh thân yêu đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Vừa qua, trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào nằm trong chương trình hội khỏe phù đồng thị xã, huy chương vàng môn bóng đá, một giải nhất karate, hai giải ba cờ tướng. Với những cố gắng và thành tích đạt được trong nhiều năm liên tục, nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể tiên tiến. Thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục thi đua, nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục chung của thị xã Sơn Tây. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của các em học sinh trường tiểu học Sơn Đông. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của nhà trường đã đạt nhiều thành tích rực rỡ trong các cuộc thi cấp thị xã và thành phố. Nhiều năm liền trường đạt tiên tiến xuất sắc cấp thành phố về thể dục thể thao. Học kỳ 1 vừa qua, trường tiểu học Sơn Đông đã đạt được những thành tích rất cao với 2 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba các môn cờ vua, điền kinh, võ karate.
với màu cờ sắc áo, với tinh thần thi đấu trung thực, quyết tâm. Chúc các em tiếp tục đạt được thành tích cao hơn nữa trong hội khỏe phù đổ lần này. Và bây giờ xin nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của học sinh trường tiểu học Cổ Đông. Theo quyết định số 641 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, trường tiểu học Cổ Đông cũ được tách ra thành trường tiểu học Cổ Đông và trường tiểu học Trần Đăng Ninh. Mặc dù mới thành lập, nhưng nhà trường luôn cố gắng, nỗ lực, mang hết khả năng và tâm huyết để chăm lo giảng dạy học sinh. Vừa qua, nhà trường đã đạt 2 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, 4 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba các môn thể thao cấp thị xã. Thầy và trò nhà trường luôn cố gắng phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong các năm học tiếp theo. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của các em học sinh trường tiểu học Trần Đăng Ninh. Tháng 8 năm 2023, trường được tách ra từ trường tiểu học Cổ Đông cũ. Hiện nay, nhà trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 25 lớp và hơn 1.000 học sinh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích. Trong đó có danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thị xã và thành phố. Học kỳ 1 vừa qua, nhà trường đã đạt được 4 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba các môn thi trong hội khỏe phù đổ thị xã. Trường tiểu học Trần Đăng Ninh sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của trường tiểu học Kim Sơn, được thành lập năm 1960, trải qua 64 năm phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Là một trong những lá cờ đầu của thể dục thể thao thị xã Sơn Tây, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc của thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội. Vừa qua trong các môn thi đấu tại hội khỏe phù đổ thị xã, các em đã mang về 17 giải các loại, trong đó có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba. Đến với hội khỏe phù đổ lần này, trường tiểu học Kim Sơn mang theo tinh thần khỏe để học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành đến từ trường tiểu học Xuân Sơn. Trong những năm qua, trường tiểu học Xuân Sơn gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây. Nhà trường luôn luôn nhận được sự quan tâm mọi mặt của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ tin tưởng của phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. Nhiều năm liền, trường đạt rất nhiều tập thể lao động tiên tiến cấp thị xã. Vừa qua, nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và vinh dự được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Chúc các thầy và trò trường trung học, trường tiểu học Xuân Sơn đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong hội khỏe phù đổ lần này. Nhiệt liệt chào mừng các đoàn diễu hành của khối trung học cơ sở. Đang tiến vào lễ đài là 42 gương mặt xuất sắc của trường trung học cơ sở Sơn Tây. Trên bước đường trưởng thành, nhà trường đã khẳng định được vị trí vững vàng trong mọi lĩnh vực. Nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều năm liền nhà trường nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy ban Nhân dân các cấp, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Vì vậy, nhà trường sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới để đạt được những thành tích cao hơn nữa. Đang tiến vào lễ đài là 42 em học sinh trường trung học cơ sở Ngô Quyền, ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc làm rạng danh quê hương xứ đoài Sơn Tây. Từ ngôi trường giàu truyền thống lịch sử, với sự nỗ lực, tâm huyết của các thầy cô giáo, các em học sinh luôn có ý thức học tập và rèn luyện thân thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tham gia hội khỏe phù đổ năm nay, các em đã đạt được 7 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba. Năm học vừa qua, nhà trường được Ủy ban Nhân dân thị xã khen thưởng đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao, tập thể trường lao động tiên tiến. Các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhà trường, đóng góp nhiều thành tích cao hơn nữa cho giáo dục của quê hương và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh trường trung học cơ sở Phùng Hưng. Thật tự hào khi các em là học sinh của ngôi trường cấp 2 đầu tiên của xứ đoài Mây Trắng. Ra đời năm 1946, đến nay trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn giữ vững và phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt. Trong những năm qua,
trường luôn tích cực làm tốt các hoạt động giáo dục thể chất. Tham dự hội khỏe phù đồng hôm nay, dưới quốc kỳ tung bay trong gió, các em say mê phấn khởi thi đua rèn đức luyện tài. Đang tiến vào lễ đài là các em học sinh của trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, là một trong những ngôi trường non trẻ nhất thị xã Sơn Tây, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021, lúc đầu mới chỉ có 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 100 em học sinh lớp 6. Đến nay, quy mô nhà trường ngày càng lớn mạnh với 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 400 em học sinh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song thành tích của thầy và trò đạt được cũng rất đáng ghi nhận với các giải nhất, nhì, ba về thể dục thể thao. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành của học sinh trường Trung học cơ sở Viên Sơn. Được thành lập năm 1963, với 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường được Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đầu tư xây dựng mới, khang trang hiện đại và đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2023. Trong suốt chặng đường giáo dục, nhà trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn thiếu thốn để tạo dựng được sự tin cậy của lãnh đạo, nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm học vừa qua, trường đứng thứ 6 trên 15 trường trong thị xã về xếp loại học sinh thi vào 10. Thầy và trò trường Trung học cơ sở Viên Sơn đang không ngừng ra sức phấn đấu với tinh thần học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh và tiến tới xây dựng trường học hạnh phúc. Đang tiến vào lễ đài là những gương mặt tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Trung Hưng. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh việc học, các hoạt động thể dục thể thao luôn được nhà trường quan tâm chú trọng. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã đạt được 5 giải nhất, 8 giải nhì, 5 giải ba cấp thị xã các bộ môn thi đấu. Trong các kỳ đại hội thể dục thể thao và hội khỏe phù đồng của thị xã, nhà trường luôn có học sinh tham gia với số lượng đông đảo, đóng góp các màn đồng diễn quy mô lớn, đẹp mắt, ấn tượng. Thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung Hưng quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu mạnh hơn. Xin nhiệt liệt chào đón các em học sinh trường Trung học cơ sở Sơn Lộc. Được thành lập năm 1993, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã vươn lên mạnh mẽ với bề dày thành tích về phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Nhiều năm liền, nhà trường đứng ở vị trí thứ 5 trên 15 trường trong thị xã về xếp loại học sinh thi vào 10. Với những đóng góp cho ngành giáo dục, vừa qua nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em thật đẹp, thật rực rỡ. Hành trang các em mang đến hội khỏe phù đồng hôm nay là thành tích thể dục thể thao rất đáng tự hào, với nhiều giải nhất, nhì, ba các môn thi đấu. Hòa nhịp cùng sự náo nức tự hào của hội khỏe phù đồng hôm nay, chúng ta cùng chúc thầy trò nhà trường tiếp tục giành được những thành tích cao hơn nữa. Nhiệt liệt chào mừng khối diễu hành của học sinh trường Trung học cơ sở Trung Sơn Trầm, được thành lập vào mùa thu năm 1960, nối tiếp những truyền thống vẻ vang của nhà trường. Hôm nay, thầy và trò luôn nỗ lực trong dạy và học. Năm học này, nhà trường đã đạt nhiều thành tích cao về thể dục thể thao, cúp vàng môn bóng đá, 6 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba các môn thi đấu. Trong giáo dục mũi nhọn, nhà trường luôn khẳng định vị trí tốt đầu trong ngành giáo dục của thị xã Sơn Tây. Những cố gắng đó, nhà trường đã nhận được cờ thi đua xuất sắc của thành phố, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp theo là đoàn diễu hành của các em học sinh trường Trung học cơ sở Đường Lâm. Trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành trên mảnh đất xứ Đoài, địa linh nhân kiệt, đến nay nhà trường đã khẳng định được vị thế của mình trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội. Năm học vừa qua về thể dục thể thao, nhà trường đã đạt được 8 giải nhất, 18 giải nhì, 21 giải ba cấp thị xã và có một em đạt huy chương vàng môn bóng đá nam cấp thành phố. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của các em học sinh trường Trung học cơ sở Thanh Mỹ. Trong trang phục chỉnh tề, từng đoàn bước đều với những cánh tay vững khỏe khoắn, những gương mặt rạng ngời niềm vui, thể hiện quyết tâm tiếp bước cha anh, biết đến những trang sử vàng chói lọi, góp phần vào sự lớn mạnh của nhà trường trong 60 năm qua. Lớp lớp măng non đã trưởng thành từ mái trường này. Các em đã mang đến hội khỏe một bầu nhiệt huyết, một quyết tâm mới, ra sức thi đua học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Xin chúc thầy và trò trường Trung học cơ sở Thanh Mỹ giành được nhiều thành tích cao hơn nữa. Xin nhiệt liệt chào đón các em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Xuân Canh. Nhà trường luôn tự hào về bề dày thành tích trong nhiều năm qua. Cùng với các giải về văn hóa, học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Canh còn giành được nhiều huy chương ở các môn thể thao cấp thị xã, thành phố. Năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được một huy chương vàng môn bóng đá nam, một huy chương vàng môn điền kinh cấp thành phố, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 11 giải ba, được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tặng cờ, trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao. Tiếp tục phát huy những thành
Hội Khỏe Phụ Đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10, nhà trường đã đạt được 5 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba. Đang tiến vào lễ đài là các em học sinh tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Xuân Sơn, được thành lập năm 1964, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thị xã Sơn Tây. Nằm cách trung tâm thị xã 9 km về phía Tây, tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã không ngừng lớn mạnh. Tham gia Hội Khỏe Phụ Đồng lần này, nhà trường đã có 8 đội tuyển tham dự, 8 môn thi đấu và đạt được 21 giải các loại. Trong đó có 11 em đạt giải nhất, 5 em giải nhì, 20 em đạt giải ba. Xin nhiệt liệt chào mừng 42 gương mặt tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Kim Sơn. Được thành lập năm 1969, hơn 50 năm qua, cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của đất nước và sự nỗ lực của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phong trào dạy tốt học tốt và thể dục thể thao luôn đạt được thành tích cao. Tham gia các môn của Hội Khỏe Phụ Đồng cấp thị xã với kết quả 11 giải nhất, 3 giải nhì, 18 giải ba. Trong nhiều năm, nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh địa phương. Thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ tiếp tục thi đua, nỗ lực, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục chung của thị xã Sơn Tây. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành đại diện cho hơn 1.000 em học sinh của trường Trung học cơ sở Sơn Đông. Là ngôi trường nằm cách xa trung tâm thị xã, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song nhà trường đã nỗ lực vươn lên một cách toàn diện. Năm học vừa qua, các em tham gia thi đấu cấp thành phố và đạt được 7 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đến với Hội Khỏe Phụ Đồng lần này, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc với 16 giải nhất, 14 giải nhì, 8 giải ba, môn bóng đá đạt giải ba, đứng thứ nhất toàn đoàn môn võ. Xin kính chúc nhà trường chúc các em tiếp tục hăng say tập luyện để đạt được thành tích cao trong các giải thi đấu cấp thị xã và thành phố. Xin nhiệt liệt chào mừng khối diễu hành đại diện cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Cổ Đông. Trong năm vừa qua, học sinh nhà trường đã tích cực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học tập rèn luyện với kết quả giải nhì cấp thành phố môn giáo dục công dân, 5 huy chương các loại cấp thành phố. Cấp thị xã đạt nhất toàn đoàn giải Việt giã, Điền Kinh, nhiều giải nhất nhì ba các môn cờ tướng, cầu lông, tổ chức thành công Hội Khỏe Phụ Đồng cấp trường. Ngắm nhìn những gương mặt tươi sáng, ánh mắt rạng ngời, chúng ta tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin nhiệt liệt chào đón đoàn diễu hành đến từ trường Trung học cơ sở Hồng Hà, ngôi trường mang tên Dòng Sông Quê Hương, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cùng với học tập. Phong trào thể dục thể thao của nhà trường đã kết hợp hài hòa và có bước phát triển. Các hoạt động phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với lứa tuổi. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba. Đến với Hội Khỏe Phụ Đồng năm nay, nhà trường có 32 vận động viên tham gia tranh tài và giành được 1 giải nhì, 2 giải ba. Phát huy những kết quả đã đạt được, trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc con người và xây dựng lối sống lành mạnh trong học sinh. Đang tiến vào lễ đài là các em học sinh tiêu biểu đại diện cho trường Trung học Phổ thông Sơn Tây. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn là đơn vị dẫn đầu về công tác dạy và học trong khu vực Sơn Tây, Ba Vì và nằm trong top các trường trung học phổ thông chất lượng của thành phố Hà Nội. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hàng năm đạt chiếm trên 90%, nhiều em đạt học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia. Mặt khác, nhà trường luôn quan tâm đến việc chăm lo sức khỏe, thể lực cho các em học sinh với các hoạt động thể thao sôi nổi, lành mạnh. Những kết quả đáng tự hào trên đã khẳng định nhà trường xứng đáng là nơi ươm mầm những tài năng trẻ, nơi hội tụ nhân tài của mảnh đất Sơn Tây, địa linh nhân kiệt. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành đến từ trường Trung học Phổ thông Tùng Thiện, được thành lập năm 1966 trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ, được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Trường thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, giáo dục học sinh nắm vững kiến thức để sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học đại học, cao đẳng hoặc tham gia lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của trường Trung học Phổ thông Sơn Tây đang tiến vào lễ đài. Được thành lập năm 1992, trong hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn là một đơn vị mạnh về thể dục thể thao. Năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng cấp thành phố, đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cấp quốc gia môn vô vi nam. Ngoài ra còn đạt được 15 giải nhất nhì ba cấp thị xã. Nhà trường đã được Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội tặng cờ tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao
được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tặng giấy khen về đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành của học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Sơn Tây. Được thành lập năm 1993, sau 30 năm xây dựng và phát triển, trung tâm đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tiêu biểu là 5 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng 3. Năm học này, học sinh tham gia đồng thời hai chương trình giáo dục phổ thông và trung cấp nghề. Sau 3 năm học tập, các em có cơ hội được nhận hai tấm bằng và có thể tham gia vào thị trường lao động ngay sau khi rời ghế nhà trường. Trong những năm qua, tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%. Các em được tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như học sinh các trường trung học phổ thông khác. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của các khối đồng diễn gồm các trường tiểu học Lê Lợi, tiểu học Quang Trung, trung học cơ sở Trung Hưng, trung học cơ sở Sơn Tây. Kính thưa các vị đại biểu, năm học 2023-2024, ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu lớn và giành được những thắng lợi rực rỡ. Thành quả đầu tiên phải kể đến công tác phổ cập giáo dục. Toàn thị xã có 100% xã phường hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên, phòng giáo dục thị xã đã tổ chức nhiều hội thi giáo viên dạy giỏi ở các cấp học, từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Từ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu năm học của ngành. Đặc biệt, công tác giáo dục thể chất trong các trường học được chú trọng. Hầu hết các trường trên địa bàn thị xã đều đạt chất lượng cao trong hoạt động giáo dục thể chất. Kính thưa các quý vị đại biểu, xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng của thể dục thể thao, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Sơn Tây luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, đồng thời nhiệm vụ chăm lo phát triển con người toàn diện cả về tư tưởng, đạo đức, trí tuệ và thể lực là động lực. Cho nên trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của thị xã Sơn Tây luôn luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 của thị xã Sơn Tây là ngày hội thể dục thể thao lớn của ngành giáo dục thị xã, nhằm giáo dục thế hệ trẻ Sơn Tây truyền thống anh hùng của dân tộc, ý chí kiên cường bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Việc tập luyện thường xuyên và tham gia các giải thi đấu, các môn thể thao trong các nhà trường phổ thông sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, hướng tới thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Bổ dưỡng đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước. Hòa chung cùng sự phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội, thị xã Sơn Tây không ngừng phát triển về mọi mặt đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là sự lớn mạnh không ngừng của ngành thể dục thể thao. Trong ngày hội hôm nay, với tinh thần học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước, các đoàn vận động viên về dự thi và các lực lượng tham gia buổi lễ đang biểu dương lực lượng và hùng dũng tiến qua lễ đài. Dưới lá cờ Phù Đồng hôm nay, chúng ta hãy tự hào với những thành tích thể dục thể thao đã đạt được trong năm học vừa qua. Thời gian vừa qua đã có 36 trên 36 đơn vị khối trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên đạt 100% đơn vị tổ chức hội khỏe phù đồng cấp trường, thu hút trên 29.000 học sinh tham dự. Cấp thị xã tổ chức 9 trên 13 môn thi đấu với gần 5.000 học sinh tham gia và có gần 1.000 lượt học sinh đạt giải. Tham dự các môn thi đấu của thành phố Hà Nội năm 2023, các đội tuyển của thị xã Sơn Tây đã giành được 89 huy chương các loại, trong đó có 28 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 32 huy chương đồng. Đội tuyển bóng đá nam trung học cơ sở đạt cúp bạc năm 2021 và cúp vàng năm 2023. Cấp quốc gia, thị xã Sơn Tây có một vận động viên giành huy chương bạc tại giải vô địch karate quốc gia lần thứ 29 năm 2023. Tham gia thi đấu quốc tế tiêu biểu là vận động viên Nguyễn Xuân Phương, trường tiểu học Trung Sơn Trầm, đạt thành tích xuất sắc với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở 3 nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn, đạt giải đấu cờ vua Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan năm 2023. Trong giải cờ vua châu Á tổ chức tại đảo các tiểu vương Ả Rập Xê Út Thống Nhất, em tiếp tục đạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc,
một huy chương đồng và huy chương vàng đồng đội môn cờ vua. Với sức mạnh của tuổi trẻ, với tính kỷ luật cao và tinh thần đoàn kết gắn bó, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng các em sẽ chiếm lĩnh được đỉnh cao của vinh quang. Xin chúc cho các em có một mùa thi đấu thắng lợi. Từng đoàn bước đầu, bình minh dâng lên chân trời, thôi thúc chúng ta lên đường về sự hội khỏe phủ đồng. Vâng, với sức trẻ, sức khỏe và tinh thần thượng võ, các em sẽ làm nên sức mạnh diệu kỳ của hội tụ. Hình ảnh cậu bé lạc rắn trong truyền thuyết sẽ được hóa thân trong sức mạnh của tuổi trẻ thị xã Sơn Tây hôm nay. Từng đoàn bước đầu rầm rập, với những cánh tay vung khỏe khoắn, với những gương mặt rạng ngời niềm vui, cha mẹ, thầy cô và quê hương đất nước đang dõi theo sự trưởng thành của các em. Các em mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học tốt là món quà vô giá dành cho cha mẹ, thầy cô. Rồi mai đây các em sẽ là những chủ nhân của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Các em hãy vươn lên bằng nghị lực của chính mình, đúng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Giờ đây, trên sân vận động thị xã Sơn Tây, các đoàn diễu hành đã xếp thành một mũi thống nhất để cùng thể hiện một chí hướng, một nguyện vọng, một ước mơ của tuổi trẻ Sơn Tây. Các em nguyện cố gắng học tập và rèn luyện, làm theo năm điều Bác Hồ dạy để góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Kính thưa quý vị, rồi mai đây, các em sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Các em hãy vươn lên bằng nghị lực của chính mình, đúng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Một lần nữa, chúng ta hãy dành cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước, những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong giờ phút trang trọng này, chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu cùng hướng về phía khán đài để chứng kiến lễ rước đuốc hội khỏe hôm nay. Lễ rước đuốc bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, ngọn lửa truyền thống của phủ đồng kiên cường dũng cảm, vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân, với sức mạnh thần kỳ nhổ che làng đánh giặc ân, là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa thiêng xóa tan màn đêm u tối, soi sáng niềm tin, khát vọng đến với mọi người. Ngọn đuốc của hội khỏe hôm nay được các vận động viên ưu tú lấy từ điện kính thiên trong thành cổ Sơn Tây, thắp sáng đại lửa của hội khỏe. Xin trân trọng, đội rước đuốc là các em vận động viên tiêu biểu của thị xã Sơn Tây. Nhiệt liệt chào mừng đội rước đuốc đã mang ngọn lửa truyền thống về hội khỏe. Ngọn đuốc sẽ được trao cho ông Ngô Đình Ngũ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, sẽ thắp sáng lên ngọn lửa hội khỏe. Đây là một tiền đề cho phong trào thể dục thể thao của thị xã phát triển và ngọn đuốc sẽ được thắp sáng trong suốt kỳ hội khỏe. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Đình Ngũ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đón ngọn đuốc thiêng và thắp lửa truyền thống. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các đơn vị tham gia diễu hành cùng toàn thể quý vị khán giả chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ, chào đi chung lòng yêu thương, bước chân dồn vang trên đường ngầm đầy xa, gợi mau chia
hồi khỏe. Tình đoàn bước theo tình mình sẽ đến chân trời. Người đông chúng ta lên đường thế vui thế phù lâu. Với sức mạnh thân đi, với sức trẻ diệu kỳ, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn. Với sức mạnh niềm đi, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn. Với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý, các khối diễu hành đứng nguyên vị trí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và toàn thể quý vị khán giả. Thực hiện kế hoạch số 266 ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội khỏe phù đổng lần thứ 10 thành phố Hà Nội năm 2024. Kế hoạch số 376 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây về việc tổ chức Hội khỏe phù đổng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Với mục đích biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ học đường nhằm tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh trong các nhà trường, hướng tuổi trẻ và các hoạt động thể dục thể thao góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, Hội khỏe phù đổng cũng là dịp để bồi dưỡng, nâng cao công tác quản lý, tổ chức và điều hành những hoạt động lớn cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo, ngành thể dục thể thao và các ngành khác liên quan, nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa của các nhà trường trực thuộc thị xã. Thông qua các hoạt động thi đấu, phát hiện những tài năng thể thao cho thị xã Sơn Tây và thủ đô Hà Nội. Hôm nay, tại sân vận động thị xã Sơn Tây, Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng thị xã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Về dự và chỉ đạo lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Sơn Tây, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thế Cương, thành ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Giáo dục Thời đại, Tạp chí Giáo dục Thủ đô đã đến dự và đưa tin tuyên truyền cho Hội khỏe phù đổng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thị xã Sơn Tây, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Anh Tuấn, thành ủy viên, bí thư thị ủy Sơn Tây. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Đình Ngũ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây. Trân trọng giới thiệu ông Lê Đại Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng thị xã Sơn Tây lần thứ 10. Trân trọng giới thiệu các ông bà trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các ban đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các ông bà thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu cơ sở, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu
lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 15 xã phường trên địa bàn thị xã, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thị xã Sơn Tây, xin được nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng sự hưởng ứng tích cực của 36 đoàn diễu hành với trên 3.000 huấn luyện viên, vận động viên, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị xã đã đến dự và cổ vũ cho hội khỏe hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Đại Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024 lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Tiến sĩ Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cùng các đại biểu thành phố. Kính thưa Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây. Kính thưa đồng chí Ngô Đình Ngũ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Sơn Tây. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 2024. Chuẩn bị chào đón xuân mới Giáp Thìn năm 2024. Hôm nay, thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm 2023-2024. Thay mặt Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù đồng thị xã Sơn Tây, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đến dự buổi lễ trọng thể này. Kính thưa quý vị đại biểu, với khẩu hiệu khỏe để học tập và rèn luyện, trong những năm qua, thị xã luôn triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung. Từ Hội khỏe Phù đồng năm 2019 đến nay, chúng ta đã có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn để chỉ đạo công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong trường học. Thực hiện kế hoạch số 266 ngày 19 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức Hội khỏe Phù đồng thành phố Hà Nội lần thứ 10 năm 2024. Các đơn vị trong toàn thị xã đã quán triệt tinh thần, nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội khỏe và đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao ở các nhà trường. Thực tiễn đã chứng minh Hội khỏe Phù đồng đã góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác giáo dục thể chất, rèn luyện thân thể, thu hút tuổi trẻ hướng vào hoạt động thể thao lành mạnh. Thông qua hội khỏe, chúng ta phát triển thêm nhiều năng khiếu, nhiều tài năng thể thao trẻ cho thị xã và thủ đô Hà Nội. Hội khỏe Phù đồng thị xã Sơn Tây với sự có mặt của gần 3.000 vận động viên thuộc 36 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tranh tài ở 13 môn thi đấu gồm bơi, bóng đá, taekwondo, nhảy bao bố, điền kinh, kéo co, cờ vua, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, v.v. Hội khỏe Phù đồng đã được bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 và sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Đến thời điểm này, hội khỏe đã hoàn thành 9 trên 13 môn thể thao. Thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi ghi nhận và biểu dương các nhà trường đã lựa chọn được đoàn vận động viên tiêu biểu tham gia Hội khỏe Phù đồng cấp thị xã Sơn Tây năm 2023-2024. Kính thưa các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của thị xã đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Chúng ta đã tổ chức nhiều giải thi đấu có quy mô cấp thành phố và toàn quốc như giải vật tranh cúp Phùng Hưng, giải cờ vua mở rộng,
nhiều vận động viên đạt huy chương vàng tại các kỳ SEA Games, giải Đông Nam Á, cấp quốc gia và thành phố. Chất lượng các vận động viên ngày càng được nâng cao. Hình ảnh người anh hùng phù đồng chống giặc ngoại xâm trong truyền thuyết của dân tộc ta, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, niềm tin và khát vọng đối với tuổi trẻ ngày hôm nay trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi hội khỏe không chỉ là dịp để hội tụ, biểu dương lực lượng thể dục thể thao học sinh toàn thị xã, mà còn thể hiện kết quả hoạt động thể chất thường xuyên trong các nhà trường. Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao hơn, nhanh hơn, xa hơn và mạnh hơn, Ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây mong rằng các đoàn, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trên tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Tôi đề nghị các trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm khách quan, vô tư điều khiển và đánh giá đúng chính xác thành tích thi đấu của các vận động viên. Các lực lượng phối hợp, các bộ phận phục vụ chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho hội khỏe phù đồng thành công. Phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc, của phù đồng thiên vương, với niềm tin thành công của hội khỏe phù đồng, thay mặt ban chỉ đạo, tôi tuyên bố khai mạc hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm 2023 và 2024. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Đại Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban Hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời vận động viên Phan Khánh Ngân, vận động viên tiêu biểu của trường Trung học cơ sở Phùng Hưng, thay mặt toàn thể vận động viên tham dự Hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 lên hứa. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội khỏe, tôi tên là Đặng Tiến Hưng, vận động viên tiêu biểu trường Trung học cơ sở Phùng Hưng. Thay mặt toàn thể vận động viên thi đấu trong hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024. Thank you.
Trần Anh Tuấn, thành ủy viên, bí thư thị ủy Sơn Tây. Ông Ngô Đình Vũ, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây. Ông Lê Đại Trang, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Hùng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây. Ông Hà Việt Phong, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tôn giáo, giám đốc trung tâm chính trị thị xã Sơn Tây lên lan trong tặng cờ cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Và 11 cá nhân. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo của 12 đơn vị có tên sau đây tiến lên phía trước để nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân thị xã. 1. Phòng giáo dục và đào tạo thị xã. 2. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã. 3. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã. 4. Công an phường Quang Trung. 5. Trường trung học cơ sở Sơn Tây. 6. Trường trung học cơ sở Cùng Hưng. 7. Trường trung học cơ sở Phương Minh. 8. Trường trung học cơ sở Cổ Văn. 9. Trường trung học cơ sở Phương Sơn Sở. 10. Trường tiểu học Lê Lợi. 11. Trường tiểu học Quang Trung. 12. Trường tiểu học Kim Sơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Thế Cương, thành ủy viên, giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, thành ủy viên, bí thư tỉnh ủy Sơn Tây lên trao giấy khen cho các tập thể. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đó Lê Đại Thăng, ủy viên ban thường vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đáng là để tiếp tục trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Chúng tôi toàn thể quý vị căn cứ vào kết quả tổ chức hội khỏe phù đồng cấp cơ sở, ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây quyết định tặng giấy khen cho 11 cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hội khỏe phù đồng cơ sở và tích cực tham gia hội khỏe phù đồng cấp thị xã. Trân trọng kính mời 11 ông bà có tên sau đây tiến lên phía trước. Một, ông Tất Quang Hải, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã. Hai, ông Lại Hữu Quang, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã. Ba, bà Trương Trung Chính, viên chức trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã. Bốn, bà Đỗ Thị Hương, giáo viên trường trung học cơ sở Sơn Tây. Năm, bà Kiều Thu Thủy, giáo viên trường trung học cơ sở Phùng Hưng. Sáu, bà Hà Thị Thu Lan, giáo viên trường trung học cơ sở Trung Minh. Bảy, ông Dương Văn Chiến, giáo viên trường trung học cơ sở Cổ Đông. Tám, bà Trần Thị Thu Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Trung Sơn Cầm. Chín, bà Đỗ Thị Bích Nguyệt, phó hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi. Mười, bà Sa Hồng Dương, giáo viên trường tiểu học Quang Trung. Mười một, bà Trần Thị Anh, giáo viên trường tiểu học Kim Sơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Đình Hữu, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, ông Lê Đại Thăng, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng thị xã Sơn Tây lần thứ 10 năm học 2023-2024 lên trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Xin trân trọng kính mời. Lần thứ 10 năm học 2023-2024 sẽ chuyển sang tuần 1. Các thống chí hành chú đi bên phải, bên trái, đằng sau, quay hành chú về khu vực tập kết đi đường bước. Quý thưa các đồng chí lãnh đạo, quý thưa các vị đại biểu khách quý, sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội khỏe thưởng thức các tiết mục biểu diễn đồng diễn của các đơn vị. Màn đồng diễn thể dục với chủ đề học sinh thị xã Sơn Tây với hào khí phù đồng. Chỉ đạo nội dung phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây. Chỉ đạo nghệ thuật trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã. Biên đạo và dàn dựng đồng chí Trương Trung Chính, huấn luyện viên trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã. Do 1.000 em học sinh đến từ các trường tiểu học Lê Lợi, tiểu học Quang Trung, trung học cơ sở Sơn Tây, trung học cơ sở Trung Hưng thực hiện. Màn đồng diễn gồm có 4 chương. Chương 1, tự hào là lớp măng non của thị xã Sơn Tây, của sứ đoài mây trắng. Chương 2, khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chương 3, ngàn hoa dâng bác. Chương 4, màn kết. Sau đây, màn đồng diễn xin phép được bắt đầu.
Việt Nam ơi giống vùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua hiến dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ ngâm hoa. Dành tình yêu tặng cho người và những
niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em, người con gái bé xinh đạp xe trên phố đồng, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Xinh tươi, vui cùng trời 20, niềm vui tương lai đang chờ em. Lòng thao thiết như đời và yêu đất nước thôi. Trên đường trước mặt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới, bước chân miền đất mới. Từ tiên em cô gái Việt Nam, rồi mai đây em cùng bay bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Tình đoàn bước theo tình minh ra nhánh chân trời, với lúc chúng ta lên đường về vui vẻ phù đồng, với sức mạnh thần kỳ, với sức trẻ diệu kỳ, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh niềm tin, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam. Từng đàn bước theo tôi sống ta như chim trời, nghe sức mạnh năm lên trên về vui khỏe phù đồng, thêm sức mạnh thần kỳ, với sức trẻ diệu kỳ, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh niềm tin, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam. Tình đoàn bước theo tình minh ra nhánh chân trời, với lúc chúng ta lên đường về vui vẻ phù đồng, với sức mạnh thần kỳ, với sức trẻ diệu kỳ, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh niềm tin, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam. Từng đoàn bước theo tôi sống như chim trời, nghe sức mạnh năm luyện rèn về vui khỏe phù đồng, thêm sức mạnh một nghề, với sức trẻ diệu kỳ, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh niềm tin, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam.
các nhà trường học cùng các vị thân hạnh, các đồng chí trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đã đến tham gia hội thể. Xin trọng cảm ơn các đồng chí giáo viên, huấn luyện viên.